Xin kính chào tất cả cô chú anh chị em, đây là kênh Quỳnh Trúc mua bán đồ xưa cổ. Số điện thoại liên hệ với em là 0944979696, em Quỳnh Trúc ở Thanh Bình, Đồng Tháp. Và đó cũng là số Zalo của em luôn. Kênh của em mỗi khi có clip mới sẽ được phát vào lúc 8 giờ sáng. Và khách mới thì vui lòng cọc cho bên em 200 ngàn, bên em sẽ đi hàng cho mình ha. Kênh của em mua bán uy tín là trên hết, cho nên cô chú anh chị em mình cứ yên tâm. Và hôm nay em Quỳnh Trúc trở lại với một số cái món đồ xưa cổ rất là đẹp như sau. Cô chú anh chị em mình hãy xem đến cuối clip để có thể thích món nào thì ủng hộ cho em Út. Em xin cảm ơn rất là nhiều ha. Đầu tiên đây em có một cái con lân gốm châu ổ chuẩn cổ trên 100 năm. Đã. Gốm châu ổ, đặc trưng của dòng gốm châu ổ nó sẽ có hai cái màu chàm đặc trưng là màu xanh và màu cam vàng như thế này. Và hiện tại thì ở miền Nam mình á, những cái dòng gốm châu ổ xuất hiện rất là ít và rất là hiếm gặp ở miền Nam. Đây, một con lân làm rất là sắc nét, sắc sảo và chuẩn cổ. Từ cái màu chàm cho đến cái kiểu dáng cho đến những cái chi tiết sắc nét ở trên cái con lân như thế này. Chôm cốt em bao chuẩn cổ trên 100 năm hàng gốm châu ổ, nói sai một em đền 10 cho cô chú anh cha mình. Tình trạng ông lân này rất là tốt luôn. Ở đây nó có bị những cái đốm này là những cái đốm lột mang, những cái đốm khờn mang. Và cái người sưu tầm hay là cái người dân gì đó, người ta đã chấm cái màu sơn lên trên này. Đó, thì mình không thích thì về mình lấy acetone mình chùi ra. Nhưng mà cực kỳ hiếm và tình trạng của ông lân này cực kỳ tốt. Chiều cao là 10 cm, chiều ngang là 14 cm. Nhìn cái gương mặt rất là thần thái luôn, rất là thần thái và rất là hiếm gặp ở miền Nam mình những cái ông lân hoặc là những cái món đồ gốm châu ổ chuẩn cổ như thế này. Giao lưu cái ông lân này với giá là 1,8 triệu. Cốt đế này kia làm tay hết, rất là hiếm gặp và chi tiết sắc nét luôn. 1,8 triệu cho ông lân gốm châu ổ. Em có một cái tô lã vọng gốm tàu chuẩn cổ trên 100 năm vẽ tích là lã vọng ông Khương Tử Nha ngồi câu cá dán trăng, tích hay vẽ đẹp chàm xanh, phía sau có bài thơ. Và đặc biệt nữa là cái tô này của em có đường kính to 15,5 cm. Chôm cốt có mộc, có hiệu đề là ngoạn ngọc và chàm xanh vẽ đẹp. Thì cái tô này phải nói là cực kỳ giỏi, em cực kỳ giỏi sưu tầm được cái tô này để mà phục vụ cho cô chú anh cha mình ha, vì rất là hiếm gặp luôn. Tô này của em nó có tình trạng là bị lát chỗ này, tóc xuống một đường ở đây. Ở đây nó bị mẻ tí xíu và từ cái chỗ mẻ nó có tóc xuống một đường, kế bên này nó có một đường tóc nữa. Bên này nó có một cái đường âm trắng, tóc trắng rất là mờ và khó thấy và ngắn. Ở đây nó có một đường tóc dài ở đây và bên này kế bên một đường tóc rất là ngắn luôn. Có bị mẻ hai điểm và vài cái đường tóc. Nhưng mà nhìn chung quy á, được con gái là đây là một cái tô chuẩn cổ hiệu với cái hiệu đề ngoạn ngọc thì rất là xuất sắc luôn, rất là hay. Và tích này là tích lã vọng cũng khá là xuất sắc, khá là hiếm gặp, đường kính lại to nữa. Đó, em bán cái tô này với giá là 3,9 triệu. 3,9 triệu cho cái tô gốm tàu chuẩn cổ trên 100 năm vẽ tích là lã vọng ông Khương Tử Nha ngồi câu cá dưới ánh trăng với cái đường kính rất là to 15,5 cm. Tiếp theo em có một cái dĩa gốm tàu đường kính là 12,7 cm. Đường kính là 12,7 cm. Ở trên này vẽ tích là phụng ổ, hiệu đề là ngoạn ngọc, gốm tàu chuẩn cổ, chàm xanh, vẽ đẹp, toàn bộ là vẽ tay hết. Tình trạng của cái dĩa này nó lành, hàng lành thì rất là đáng sưu tầm. Phụng ổ 4 con, giao lưu với giá là 1,2 triệu cho cái dĩa này, gốm tàu với cái hiệu đề là ngoạn ngọc. Tiếp theo là em có một cái chén cúc điệp, gốm tàu luôn, dáng đẹp, vẽ đẹp, chàm xanh. Cái hoa văn ở đây nhìn rất là vua chúa luôn, rất là hay, rất là vua chúa luôn, hàng gốm ký kiểu. Chôn chuyện này kia em bao hàng chuẩn cổ cho cô chú anh cho mình sưu tầm. Tình trạng ở trên vành có khờn nhẹ tí xíu không đáng kể, khờn nhẹ ở chỗ này tí xíu không đáng kể. Một điểm một duy nhất.
còn lại là lành đẹp hết trơn luôn. Giao lưu cái chén này với giá là 1,2 triệu cho cái chén gốm tàu chuẩn cổ, đường kính miệng của cái này là 9.5 cm. Tiếp thêm có một cái bản dầm lông ẩn vẽ hai con, vẽ hai mặt gồng, vẽ đẹp chàm xanh, chàm rất là xanh, vẽ này cũng đẹp. Đường kính là 16, đường kính 16 cm. Tình trạng của bản dầm này nó có bị khờn vành, lát và khờn vành đây phía bên ngoài, lát và khờn vành ở bên ngoài. Bên trong nó có găng men nhẹ, một đường, hai đường, ba đường găng men nhẹ. Bên ngoài thì không có, chỉ có bên trong này thôi. Giao lưu cái bản dầm này với giá là 1,2 triệu. Bản dầm lông ẩn vẽ hai con rồng, vẽ đẹp. Tiếp theo có một cái bản dầm lông ổ, lông ổ vẽ rất là đẹp, hàng ký kiểu. Hiệu đề là ngoạn ngọc. Nếu mà cái bản dầm này được vô đồ ngự dụng là vô luôn đó. Không biết có phải là đồ ngự dụng hay không, nhưng mà nếu mà là đồ ngự dụng thì vô mánh luôn. Đường kính là 16.5. Không, đường kính này phải to hơn. Em đo lại thử xem. À, 16.5. Đường kính 16.5 cm. Lông ổ 5 con rồng. Tình trạng nó có bị lát ngay chỗ này. Và ở đây nó có một vài cái đường tóc. 1, 2, 3. Bên ngoài đây 1, 2, 3. Ở đây một đường nó là 4 và nó bị lát ngay chỗ này. Ngoài lại còn lại thì em thấy lành đẹp hết trơn. Và cái này rất là đẹp, xuất sắc luôn. Đường kính 16.5 ha, tình trạng như miêu tả. Nếu mà lành thì gì? Nếu mà lành thì rất là nhiều tiền luôn á. Em giao lưu với giá là 3,5 triệu cho cái bản dầm lông ổ, lông ổ 5 con rồng. Tiếp theo đây em có một cái gối sen dịch. Đây là dòng gốm Sài Gòn men bóng chàm đẹp. Ở đây nó có bị lát nhẹ tí xíu như chỗ này, hai mặt luôn. Sen dịch, sen dịch là một cái điển tích mình thấy rất là nhiều ở trên cái gốm tàu. Mặt kim tiền, cốt gốm già, sâu tuổi 80-90 năm. Chiều dài là 14, chiều ngang là 12 và cái chiều dày này của nó là 6 cm. Giao lưu cái gói này với giá là 1,8 triệu. 1,8 triệu, tình trạng nó có bị lát nhẹ như chỗ này. 1,8 triệu cho một cái gói đẹp. Lời cái tình anh em luôn đó. Rồi tiếp theo nữa đem có một cái ống voi gốm Nhật. Đường kính miệng là 5, chiều cao là 5 cm, có tích là tiểu đồng du xuân. Gốm Nhật in lành, mỏng và đẹp. Giao lưu với giá là 600 ngàn cho cái ống voi này. Tiếp thêm có hai cái dĩa lông ẩn, gốm tàu chuẩn cổ trên 100 năm, hàng ký kiểu, vẽ đẹp, chàm xanh mướt. Vẽ rất là đẹp luôn. Đường kính là 14 cm. 14 cm. Vẽ rất là xuất sắc luôn. Chàm xanh. Hiệu đề một chữ ngọc. Tình trạng là có mẻ ngay chỗ này. Và từ cái chỗ mẻ này nó bị tóc xuống một chút xíu mang. Đây tóc thêm một đường nữa. Bên này có mẻ và tóc xuống một đường. Đây, nhìn ở bên ngoài sẽ dễ thấy cái mấy cái đường tóc hơn. Đó. Đây là do mẻ nó bị găng men xuống. Đây là cái thứ nhất. Cái thứ hai cũng là 14 cm luôn. Tình trạng có mẻ ngay chỗ này. Tóc đây một đường, tóc bên này một đường. Nhưng mà được con gái vẽ rất là đẹp ha. Nhìn bên ngoài hiệu đề một chữ ngọc và vài cái đường tóc ở đây. Tóc. Đây một đường tóc. Rồi xong. Hai cái dĩa lông ẩn này em giao lưu với giá là 3,5 triệu. 3,5 triệu cho hai cái dĩa lông ẩn gốm tàu chuẩn cổ trên 100 năm.
hàng ký kiểu chàm xanh vẻ đẹp, rất là đẹp luôn. Những cái món đồ mà có cái hiệu đề là ngọc hay là ngoạn ngọc hay là mỹ ngọc vẽ rất là xuất sắc luôn. Tiếp theo, em Quỳnh Trúc giao lưu với cô chú anh chị em ba cái bộ tách China xưa có in tích là Song Kiều. Dĩa đường kính là 13 và tách đường kính là 9 cm. Dĩa hàng gốm China xưa. Đây là gốm kiểu ha. Mỏng và thấu quang. In gõ nét đẹp, cái viền vàng còn đẹp. Bộ tách này rất là sang. Nó có một cái tách bị xước nhẹ ở trên vành tí xíu thôi. Đây. Lát cái men nhẹ chút xíu ngay chỗ này. Nhìn nhìn rất là khó thấy luôn, nhìn kỹ mới thấy, để ý mới thấy. Bình thường mà mình nhìn sơ sơ qua là thấy kể như là nó lành đẹp luôn á. Nhưng mà được có cái là nó mỏng nha, không quan đẹp. Tách lớn và sang vô cơm lê bộ với nhau. Ba cái bộ tách này em giao lưu với giá là 750 ngàn thôi. 750 cho ba cái bộ tách như thế này, có chỉ có một cái tách nó hơi bị xước cái vành chút xíu như em giơ lên lúc nãy đó. Hàng kiểu China xưa, mỏng đẹp hấu quang. Đây là ba cái chén Đà Lạt, Nhật Đà Lạt, Song Long, con rồng. Đường kính là 11 cm. Cái chén này á, nó bị ở phía trong là lỗi lò nè, nẻ lò. Và nó sẽ có những cái đường gạn men nhẹ, gạn men, âm men đó, chứ không phải là bị tóc nha. Nè, nó âm cái men, nó gạn 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 cái men. Và như cái chén này là nhìn gạn men đều nó trơn luôn nè. Nó gạn men do đồ nó già. Nhật Đà Lạt. Đường kính là 11. Tình trạng hầu như lành tốt hết trơn luôn. Bốn chén thất hiền và một chén con rồng. Em giao lưu năm cái chén này với giá là 500 ngàn thôi. 500 ngàn tình trạng hầu như là lành tốt hết. Đem có một cái ấm cao là 15 cm, có tích là lân vần cầu. Dáng này rất là lạ và độc, rất là hiếm. Dáng này rất là hiếm ha, lạ. Đó, lân vần cầu. Ở đây nó có thẩm mỹ tí xíu trên vành nè. Nó gạn men ngay chỗ này, tóc gạn men ngay chỗ này. Rồi, còn lại là lành. Em giao lưu cái ấm này với giá là 350 ngàn. Ở đây nó có thẩm mỹ trên cái lợi tí xíu nè. Thẩm mỹ ngay chỗ này tí xíu. Không có đáng kể đâu. Cái ấm này của em hầu như là nếu mà nhìn sơ qua thì hầu như là đẹp ha, không có vấn đề gì lớn lắm. Lân vần cầu, quan trọng là cái tích cái dáng này nó rất là lạ. Dáng lạ và ít gặp. Hàng chuẩn xưa, lân vần cầu, 350 cho cái ấm này. Tiếp theo đây em có một cái chân đèn. Đây là một cái chân đèn chế. Nó được chế từ 5 cái ống vôi, một cái dĩa và một cái tô gốm Nhật chuẩn xưa. Tình trạng của 5 cái ống vôi này lành. Cái tô này lành. Cái dĩa này nó có bị tóc nhẹ một đường. Tóc nhẹ một đường ở trên đây chỗ này nè. Đó, đây là cái nốt rỉ sét thời gian, còn tóc là tóc chỗ này nè. Tô thất hiền. Dáng chiếc yêu. Ống vôi lành lặn hết trơn luôn, ống vôi thất hiền. Ống vôi phía trên này cũng là thất hiền luôn. Dĩa là dĩa Song Long. Đường kính là 22 cm, chiều cao là 35 cm, tình trạng tốt và rất là độc lạ luôn. Em giao lưu với giá là 1,3 triệu, 1,2 triệu luôn. 1,2 triệu cho cái chân đèn này, nổi cái 5 cái ống vôi này là hết rất là nhiều tiền rồi. Thêm cái tô rồi thêm cái dĩa này nữa ha, thì rất là hay và hợp lý. 1,2 triệu luôn cho cái chân đèn này, gốm Nhật nha, gốm Nhật chuẩn xưa. Độc lạ luôn. Rồi, tiếp theo đem có là đem lên hai cái bịch đá này. Em có hai món này là từ đá xưa nha. Em bao hàng chuẩn cẩm thạch xưa. Đá cẩm thạch xưa. 2, 4, 6 cái hộp tiền điếu này mình có thể về làm lắc đeo nè. Làm lắc đeo. Rồi làm đeo bông đeo nè. Ha. Rồi, cái này nó lành chuẩn xưa. Đường kính là 25 ly. Dày là khoảng tầm chừng 3 ly.
giao lưu với giá là 400 ngàn cho cái hộp này, bộ hộp này. Tiếp theo là cái hộp này là hộp dưa. Nó sẽ có 4 cái hộp như vậy. Mình cũng có thể làm lắc nè, cũng có thể làm hộp nhẫn nè. Đường kính của dài của nó là khoảng 15 ly, dày tầm khoảng 3 ly. Cái này em giao lưu với giá là 300 ngàn thôi. Em chỉ có hai bộ này thôi. Rồi tiếp theo là hai cái ấm hoa đào hàng gốm sông Bé Xưa. Nó có một cái chàm màu đỏ nhung như thế này. Ấm này loại hơn nửa lít, gần 1 lít. Phía sau nè, chiều cao của nó là 12. Em giao lưu hai cái ấm lành này chuẩn xưa, nắp cơm lê với thân với giá là 300 ngàn và em không có bao phí ship. Lành nha, lành chuẩn xưa. Nắp này nó gạn men chứ không phải bị tóc, gạn men nhẹ một đường thôi. Rồi, 300 ngàn em không bao phí ship. Rồi em tiếp theo là em có một cái ấm con gà tây. Cái ấm mà có cái tích con gà tây như thế này một năm nữa, một năm trời nhiều khi chưa có được một cái ấm như thế này. Tại vì hiện tại thì cái mẫu này nó rất là hiếm gặp luôn. Và nó rất là sâu tuổi, nó khoảng 7-80 năm. Nắp cơm lê với thân hàng gốm lấy thiêu xưa. Những cái đường xây tay phía trong cô chú anh chị mình xem nhìn rất là phê luôn, nhìn rất là đã mắt luôn. Con gà tây. Đây, vẽ tay hết, hàng gốm lái thiêu, sâu tuổi, chuẩn xưa. Chiều cao là 20 cm. Cái chót vội đầy mẻ và đã thẩm mỹ lại. Cái quai sau này ngang đây nữa, đây là nó bị thẩm mỹ lại. Cái lợi phía trong này em thấy thì nó bị nhăm nhăm hay gì đó. Rồi người ta cũng làm thêm tí xíu nữa cho nó hoàn thiện hơn. Còn lại là lành đẹp. Em giao lưu cái ấm này với giá là 1.7 triệu, 1.6 triệu thôi. 1.6 triệu cho cái ấm con gà tây này. Hàng gốm lái thiêu màu chuẩn xưa 8-90 năm luôn, chứ không phải là 7-80 năm nữa. Lái thiêu màu 8-90 năm, hàng sâu tuổi, vẽ hoa ở trên cái vành này luôn, rất là đẹp nè. Mình để ý cái gà tây ở đây, nhưng mà mình nhìn lên ở trên cái hoa ở đây thì cũng rất là xuất sắc luôn. Em giao lưu với giá là 1.6 triệu. Tình trạng như miêu tả và nó rất là hiếm đồ. Tiếp theo em có một cái bình gốm tàu chuẩn cổ trên 100 năm. Cái bình này hổng rài. Cái bình này thì em sẽ kêu cái giá lại ha, thông cảm giùm em kêu giá lại. Chiều cao của bình này là 25.5, gần 26 cm. Vẽ rất là xuất sắc. Bình mini cao 25.5, gần 26 cm, vẽ sơn thủy tứ vân và cái chàm rất là xanh đậm đà. Vẽ rất đẹp, xuất sắc luôn. Trôn cốt em bao đồ chuẩn gốm tàu chuẩn cổ thế kỷ 19 cho con chú anh chị mình sưu tầm. Tình trạng lại dưới đấy, dưới chân chốt cốt này nó có bị lát nhẹ cái men ngay chỗ này. Sờn cái men, lát cái men nhẹ xíu xíu. Và từ cái phần ngay chỗ này trở lên là đã thẩm mỹ. Tất nhiên là nó đã gãy ngang cái phần miệng đây, hoặc là nó có bị bể và người ta đã cưa ngang cho nó đẹp hơn và người ta làm lại cái phần ở phía trên này. Cô chú anh chị mình xem nha. Từ cái phần nước sơn này trở lên là đã thẩm mỹ lại. Từ cái phần nước sơn này trở xuống là lành, ghim và đẹp. Em giao lưu cái này với giá là 2.2 triệu. Thật sự là 2.2 triệu thôi, nội cái tiền mà cái người họa sĩ người ta vẽ cái những cái tác phẩm như thế này ở trên một cái bình nhỏ mini 25.5 cm thì rất là đáng đồng tiền luôn. Nội cái hoa văn ở phía trước này, cái sơn thủy phía trước này thôi là đã đáng đồng tiền bát gạo rồi. Đây, em đã chùi cái phần ở phía dưới này ra. Tại vì khi mà phun sơn á, thì cái người ta phun nó sẽ lem xuống đây. Em đã chùi cái phần phía dưới này ra thì nó lành đẹp nè. Lành đẹp ha, rất đẹp. Đây, cái chàm rất là xanh đậm đà, vẽ sơn thủy tứ vân trên một cái bình gốm chỉ có 25.5 cm thôi.
càng nhỏ thì càng lại càng khó rẻ ha. Giao lưu với giá là 2,2 triệu như em nói đó, 2,2 triệu như em nói ha. Tiếp theo em có một cái nón ông hỏi đồng xưa thời của Pháp, chiều dài là 35, chiều ngang là 30 cm, cái màu giao diện bên ngoài còn rất là đẹp, trắng đẹp, trắng đẹp. Nó có bị lủng do lửa hay là do tàn thuốc gì đó? Đây nè, 1-2 điểm chỗ này, 1 điểm, nó là 3 điểm nè, chỗ này lủng, bị lủng do là tàn thuốc hay là do lửa gì đó cũng không biết tại sao lủng nữa. Phía trong y thinh vậy luôn. Em giao lưu cái nón ông hỏi đồng này với giá là 1 triệu, nón ông hỏi đồng ngày xưa thời của Pháp. Đây là dĩa lái thiêu phúc lộc họ Tiên, đường kính là 15.5, lành, lành luôn, lành. Cái này nó có bị lát mẻ vành. Hàng gốm lái thiêu xưa 70-80 năm, vô cùng một đường kính và vô cùng một mẫu. Giao lưu với giá là 4 cái này với giá là 350.000, 4 cái với giá là 350.000. Tiếp theo là em có 10 cái dĩa sông long hàng gốm lái thiêu. Và cái dĩa này của em nó có một cái chàm màu xanh rêu. Thì thường thì những cái chàm màu xanh rêu này cực kỳ hiếm gặp, và tình trạng của 10 cái dĩa này của em tốt, rất là tốt. Đường kính là 18 cm, đường kính là 18 cm, chuẩn xưa và hiếm gặp, chàm màu xanh rêu độc lạ. Cái này nó hơi sờn nhẹ cái vành, men nó hơi sờn nhẹ cái men ha, do đồ gia dụng ngày xưa, người xưa người ta xài, hoặc là khi mà người ta úp lên như thế nào nó khua với nhau và nó hơi sờn men. Ở đây nó có những cái đường gạn men do đồ nó già, nhưng mà mặt trên không có. Đó là tính là đồ nó gạn men do thời gian, tính cả như là lành giùm em nha. Đây, cái này nó có tóc gạn men ở đây và nó có bị xuyên cốt thì kể như là nó tóc. Em giao lưu là 10 cái dĩa này với giá là 500.000 thôi, đường kính lớn là 18 cm, chàm màu xanh rêu rất là độc lạ. Tiếp theo em có 10 cái chén sông long, chén cầm sông long xưa hàng gốm lái thiêu, lành. Cái này nó có bị lát nhẹ trên vành tí xíu, lành. Đường kính là 11 cm, chén này hầu như là lành tốt hết, chỉ có một cái bị xước cái men nhẹ thôi. Em giao lưu 10 cái chén này với giá là 500.000, hàng gốm lái thiêu có tích là sông long. Tiếp theo nữa là em có 10 cái dĩa lái thiêu sông long nhưng mà cái chàm màu xanh. Đó, xanh này thì mình sẽ thấy thường thường là mình thấy nhiều là xanh này. Đường kính là 18.5, tình trạng lành tốt. Em giao lưu với giá là 500.000 cho 10 cái dĩa lái thiêu này, chuẩn xưa 60-70 năm. Em có đây là một cái bàn ủi con gà. Bàn ủi con gà này sẽ có con gà bằng nhôm nha. Con gà này bằng nhôm, không phải là bằng đồng. Còn quai với lại là phần còn lại là bằng đồng chuẩn xưa. Mà con là con gà này nhìn rất là sắc nét nè. Thân ở phía dưới là bằng đồng, quai đây bằng đồng, con gà bằng nhôm, cán bằng gỗ, nặng 2,1 kg, giao lưu với giá là 750.000, tình trạng lành, chuẩn xưa. Em có 8 cái dĩa phúc lộc thọ tiên với cái đường kính to 19 cm, 19 cm. Cái mẫu này rất là hiếm gặp, rất là hiếm, nó là đời đầu, hiếm lắm. Ở đây nó có bị lát nhẹ, 8 cái, đường kính là 19 lớn, một cái lát nhẹ, còn lại lành đẹp. Em giao lưu với giá là 900.000 cho 8 cái dĩa này, 900 cho 8 dĩa. Em có 10 cái dĩa con gà lái thiêu, 10 dĩa con gà lái thiêu, đường kính là 20 và chuẩn gốm lái thiêu xưa 60-70 năm, cốt da lương.
lành đẹp hết trơn luôn. Giao lưu 10 cái dĩa con gà này với giá là 350.000, 350.000 cho 10 dĩa con gà gốm lá thiêu. Em có hai cái đèn mà dầu xưa trước giải phóng 1975, bầu thủy tinh, chân nhôm, họng nhôm, ống khói gin, tim họng hoạt động tốt, dặn lên dặn xuống tốt. Chiều cao tới ống khói là 30 cm, về cho cần châm dầu vô bầu này là có thể đốt cháy lên và mình để là bàn thờ, mình trưng thờ. Lành đẹp, em giao lưu với giá là 700.000 cho hai cái đèn dầu này, 700. Lành đẹp hết. Em có một cái bản dầm long ẩn, đường kính to, đường kính là 18 cm chứ. Đường kính của bản dầm này là 18 cm ha. Đó. Vẽ long ẩn và cái đường kính to hiếm gặp. Hiệu đề chôn cốt già chuẩn cổ trên 100 năm. Tình trạng có bị mẻ ở chỗ này tí xíu, lát ở chỗ này tí xíu. Ở chỗ này mình có thấy một đường âm men và ở bên ngoài thì không có. Bên ngoài thì không thấy. Đó, bị lát 2 điểm, lát mẻ 2 điểm. Vẽ long ẩn nhưng mà được có cái là cái đường kính to 18 lận. Giao lưu cái bản dầm này với giá là 1.1.000 cho cái bản dầm này. Tiếp theo là em có đồ Nhật ha. Em có dĩa. Đường kính của dĩa là tới là 23.5 cm, là loại rất là to. Và dĩa đường kính là 18.5 cm, gốm Nhật chuẩn xưa 70-80 năm. Đây cô chú anh chị em mình xem. Đầu tiên là em có 4 cái dĩa Song Long Chanh Châu gốm Nhật chuẩn xưa với cái đường kính 23.5 cm, loại rất là to, loại to nhất luôn. Tình trạng lành, chuẩn xưa. Lành tích hết. Vô cùng một mẫu, vô cùng một đường kính. Em giao lưu 4 cái dĩa này với giá là 3.500.000. 4 cái dĩa này với giá là 3.500.000. Đường kính to nó rất là hiếm gặp thì giá nó sẽ khác. Em bản thân của em mua vô nó cũng rất là cao và không có thể tư duy nhanh, không có thể tư duy lâu được, phải là nhanh nhanh nhanh, nếu không buông ra một cái là lái lấy hết. Tiếp theo đây là 10 cái dĩa gốm Nhật chuẩn xưa, cũng là con rồng Song Long Danh Châu luôn. Đường kính của dĩa này 18 cm, 18 cm, lành mỏng và thấu quang, chuẩn xưa. Mười cái vô cùng một mẫu, vô chục luôn. Đó, rất đẹp ha. 10 cái dĩa này em giao lưu với giá là 4.000.000. Tiếp theo là em có 10 cái tô dán chiếc yêu, in tích Trúc Lâm Thất Hiền bên ngoài, bên trong là ngũ phúc chầu thọ, phía trên vành là tứ quý, giáp hết trơn cái thân tô luôn. Vô cùng một mẫu, vô cùng một đường kính, toàn bộ lành đẹp chuẩn xưa. 10 cái tô này vô chục, đường kính là 17.5 cm, em giao lưu với giá là 4.500.000 cho 10 cái tô lành đẹp. 4.500.000 gấm Nhật chuẩn xưa, in hết trơn cái thân luôn, giáp thân luôn. Bao cho cô chú anh chị em là lành hết. Cái tô này viền vàng còn rất là đẹp. Tiếp theo có một cái cân giá bằng đồng xuất sắc, cái màu thời gian còn y thinh. Đây là loại cân 12 kg, có cái lá liễu đây bằng inox xưa,
còn lại là bằng đồng và lành đẹp hết. Em giao lưu với giá là 850.000 thôi cho cái cân giá này, 850. Em giao lưu một cái ấm xưa cô tiên dân đào hai mặt, cao là 12 cm, nắp cơm lê với thân quai gin và lành, giao lưu với giá là 250.000 ấm cô tiên dân đào. Một bộ ấm lái thiêu xưa gồm có một ấm, một dĩa và ba cái chung như thế này, chung gốm lái thiêu. Đường kính miệng của chung là 7.5, chiều cao là 4.5. Ba cái tình trạng lành, vô cùng mẫu và vô cùng một đường kính. Ấm sơn thủy, phía sau vẽ bụi lan, nắp cơm lê với thân quai gin, hàng gốm chuẩn xưa, mẻ chất vòi đã thẩm mỹ lại, lát nhẹt trồn tí xíu xíu ở cái phần trong, nhưng mà phần ngoài thì không có. Để xuống thì vẫn y thinh vậy, nhìn rất là đẹp. Và đặc biệt là những cái ấm lái thiêu sơn thủy thế này hiện tại thì rất là hiếm gặp. Tình trạng của cái này tốt. Đường kính của dĩa này là 26 cm, tình trạng là lành. Cái ấm này cao là 14 cm. Một ấm, một dĩa và ba chung này em giao lưu với giá là 700.000 cho bộ ấm này. Tiếp theo là bộ ấm lái thiêu, một ấm, một dĩa và hai chung vẽ hoa. Chung lái thiêu có hai cái lành, đường kính miệng của chung là 6 và chiều cao là 4. Ấm vẽ hoa, nắp cơm lê với thân và phía sau có minh văn hiệu lò, lành đẹp chuẩn xưa. Cái nắp đây nó có bị lát nhẹ cái phần dưới tí xíu, nhưng mà phần trên nhìn xuống thì không có. Chiều cao của ấm này 13 cm, dĩa đường kính là 19 và lành, lái thiêu xưa. Giao lưu bộ này với giá là 700.000 cho bộ ấm lái thiêu, một ấm, một dĩa và hai chung. Tiếp theo là em có một cái cây trò dĩa gốm Biên Hòa chuẩn xưa, gốm Biên Hòa chuẩn xưa, cao là 34 cm, cao là 37 cm, tới cái dĩa phía trên là 37 cm, tới cái dĩa luôn là 37 cm. Về chân trái cây, chân trước bàn thờ ông địa rất tốt. Đường kính miệng của dĩa là 32, tình trạng của dĩa này nó lành, gốm Biên Hòa. Tình trạng của cái trò này thì bị có một cái lỗ mũi ở đây bị lát, ở trên cái lỗ mũi gồng bị lát, còn lại là lành và chuẩn xưa. Giao lưu bộ trò dĩa này với giá là 750.000. Trên cái lỗ mũi của ông gồng này có lát một điểm ha, 750.000. Tiếp theo em có một cái bình hoa gốm Sài Gòn màu, Sài Gòn màu sâu tuổi 80-90 năm, có tích là thượng cầm hạ thú, thượng cầm hạ thú, cao là 47 cm, vẽ con tùng lộc và kế bên là cây tùng, phía trên cây tùng sẽ có là một cái con cò đang đậu, một cái tích kinh điển ở trên những cái đồ gốm Nam Bộ và hiện tại thì rất là hiếm gặp. Cốt gốm, cốt bán sứ, gốm Sài Gòn chuẩn xưa em bao đồ cho cô chú anh chị mình sưu tầm. Chiều cao là 47, loại to, tình trạng chỉ có thẩm mỹ vành tí xíu, còn lại là lành đẹp hết. Cái dấu thẩm mỹ rất là nhìn rất là dễ biết, nhìn rất là dễ biết luôn. Thẩm mỹ từ đây, thẩm mỹ vòng qua đây, nhẹ nhẹ qua đây ha. Đó, đây nãy giờ chưa đưa cho màn hình nữa. Từ đây, thẩm mỹ vòng qua đây. Và ngay chỗ này nó có lát lát nhẹ, người ta cũng đã thẩm mỹ là đẹp rồi. Ngay chỗ này nó có thẩm mỹ tí xíu nè ha. Đó, thẩm mỹ từ đây, nó vòng qua đây xong rồi ở đầu nó lên đây, cái nó lát lát nhẹ ngay chỗ này và nó vòng qua đây. Ở chỗ này nó có một cái đường tóc,
nhìn kỹ mới thấy, nhìn sơ sơ qua không thấy được. Ở trên vành miệng nè, người thợ đã thẩm mỹ kỹ rồi, mua về là mình trưng bày chơi thôi. Đồ chuẩn rất là hiếm gặp, kích hay. Em giao lưu cái bình này cao là 47 với giá là 11 triệu. Bình tích thượng cầm hạ thú, hàng gốm Sài Gòn, Sài Gòn màu chuẩn xưa. Rồi hôm nay em Quỳnh Trúc có một số món như vậy thôi. Xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị em đã quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh của bên em.